Sau khi tìm rồi chúng ta sẽ làm gì ạ? Tạo. Tạo có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái định vị, dựa vào cái kia để chúng ta tạo ra những cái giá trị phù hợp với gì ạ? Phù hợp với các định vị đấy. Tạo thì chúng ta sẽ tạo gì ạ? Sản phẩm. Chúng ta sẽ chọn là sản phẩm gì, nó tính năng ra sao, độ bền như thế nào, đúng không ạ? Bao bì ra sao cho nó phù hợp với cái định vị đấy. Hai là gì ạ? Chọn kênh phân phối. Ba là gì? Định một cái giá phù hợp để cho khách hàng mua. Và chúng ta có thể đo được cái gì ạ? Đo được cái lượng mua của khách hàng khi ở cái mức giá đấy. Cái thứ tư là làm gì? Tạo cái gì? Tạo gì ạ? Kênh. Chúng ta sẽ nói với khách hàng ở trên những kênh nào, được chưa? Ở đây cái từ tạo này các bạn có thể hiểu là từ quyết định nhé. Bởi vì chúng ta có rất nhiều quyết định, có thể đưa ra rất nhiều quyết định, nhưng ở đây chúng ta quyết định theo gì ạ? Theo cái định vị, được chưa? Như quyết định về sản phẩm, quyết định kênh phối, quyết định định giá như này. Tôi nói đơn giản như cái việc là gì ạ? Giá. Giả sử như chúng ta ra được khoảng 5 cái mức giá mà ở đó khách hàng sẽ gì ạ? Sẽ có thể mua. Thì chúng ta quyết định giá như thế nào? Ví dụ tôi nói lấy một cái giày đi. Chúng ta sẽ bán một cái giày với ngưỡng giá của chúng ta từ 1,5 triệu đến 400,000. Ở chỗ nào cũng thấy là cái giá này đều hợp lý hết, đều bán được gì ạ? Đều bán được, được đều có lợi nhuận hết. Nhưng các bạn sẽ chọn mức giá nào, theo tiêu chí nào? Hả? Lợi nhuận cả bốn cái này như nhau, luôn luôn có như thế nhá. Các bạn hình dung rồi. Vì giá cao thì lợi nhuận sẽ gì? Lớn, nhưng mà thị phần sẽ gì? Ít. Nhưng giá thấp thì gì ạ? Doanh số nó sẽ nhiều và nó sẽ bù lại lợi nhuận. Đôi khi giá thấp lợi nhuận lại cao hơn, đúng không ạ? Luôn là như vậy. Nhưng chúng ta chọn cái nào thì nó phụ thuộc vào cái gì? Chúng ta quyết định giá nó phụ thuộc vào gì? Hả? Phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc hoàn toàn vào cái định vị của chúng ta. Ví dụ nếu chúng ta định vị là một cái sản phẩm gì ạ? Cao cấp thì chúng ta có định giá thấp được không? Không thể định giá thấp được, các bạn hình dung chưa? Còn nếu chúng ta định vị là chúng ta là thằng chi phí thấp, giá rẻ thì hoàn toàn mức giá gì ạ? 400,000 mức giá thấp là mức giá mà chúng ta sẽ chọn. Các bạn hình dung chưa? Chứ không phải là giá cao hay giá thấp là cứ bán giá thấp là nó sẽ gì? Nó sẽ có lợi thế, không phải. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái định vị, được chưa? Chúng ta quyết định hoàn toàn vào kênh truyền thông. Tại sao chúng ta phải chọn TV, hay tại sao chúng ta chọn Facebook, hay chúng ta sẽ chọn người nào để nói? Do cái gì ạ? Hoàn toàn vào cái định vị nhá. Các bạn hình dung ạ, tất cả những cái này nó phải phụ thuộc vào định vị. Nếu không có định vị, các bạn sẽ làm lệch cái này hết. Sản phẩm một đằng, kênh phân phối một đằng, định giá một đằng, truyền thông một đằng. Các bạn sẽ thấy khách hàng sẽ cảm nhận gì ạ? Các bạn có, khách hàng có bị dối không? Khi tự nhiên ra được một cái sản phẩm, thằng này nó quảng cáo là sản phẩm này tốt lắm, tự nhiên thấy giá có 400,000, bắt đầu nghi ngờ đúng không? Xong kênh phân phối thì đáng lẽ là đưa vào siêu thị thì nó lại bán ở tạp hóa, chết toi rồi. Các bạn hình dung bây giờ giá thấp bán ở tiệm tạp hóa, nhưng nó lại truyền thông là gì ạ? Đây là sản phẩm gì? Đây là sản phẩm cao cấp thì chết hỏng rồi, tức là mất hết gì ạ? Định vị. Các bạn hình dung bây giờ chưa? Luôn luôn những cái này nó phải tạo ra sự nhất quán, được chưa ạ?